Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai câu lạc bộ Fulham và câu lạc bộ Sheffield United. Đây là trận đấu thuộc vòng 8 giải ngoại hạng Anh và trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 21 giờ ngày 7 tháng 10 theo giờ Việt Nam. Và theo đánh giá của trang 868 VIP đưa ra thì các cầu thủ Fulham sẽ là những người được đánh giá cửa trên và sẽ chấp Sheffield United với mức kèo là 0,75. Mức kèo cũng có thể tăng một trái và hạ xuống còn 0,5. Mức tài xỉu trận đấu này là 2,5, 2,75 và 2,25 tùy kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nhé. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là bạn nào đang cần tìm kiếm một trang uy tín và chất lượng, đặc biệt là trả thưởng mau lẹ để các bạn có thể là chơi giải trí những môn thể thao, thì các bạn nên đến với 868 VIP nha. Đến đây các bạn sẽ được tặng ngay 100% ở lần nạp đầu tiên và ngoài ra thì sẽ được hoàn trả đến 1.25%. Chi tiết của trang thì mình có để ở bên dưới phần mô tả của video này. Bạn nào quan tâm thì cứ việc xuống dưới phần mô tả để cập nhật thêm và đăng ký nha. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu này nha. 5 lần đối đầu gần nhất của Fulham và Sheffield United thì Fulham thắng 2, hòa 1 và thua 2 trước Sheffield United. 5 trận thi đấu gần nhất của Fulham thì Fulham thắng 2, hòa 1 và thua 2. Còn 5 trận thi đấu gần nhất của Sheffield United thì Sheffield không thắng được một trận nào cả. Qua đó họ chỉ hòa được một trận và để thua 4 trận. Và ở lần đối đầu này với mức kèo thế này thì theo nhận định của mình thì lần này mình sẽ đặt niềm tin vào Fulham chấp 0,75 hoặc là 0,5 nha. Vì sao? Thứ nhất, nếu mà xét về thực lực và chiều sâu đội hình ở thời điểm hiện tại so với Sheffield United thì mình thấy là Fulham đang được đánh giá là từ ngang ngửa đến nhỉnh hơn Sheffield đôi chút. Thứ hai nữa thì trận đấu này Fulham có được điểm tựa trên sân nhà. Và thứ ba nữa thì xét về phong độ cũng như là thành tích đối đầu á, thì hiện tại phong độ của Fulham còn đang tốt hơn Sheffield nữa. Những lượt trận mà tiếp đón Sheffield trên sân nhà ở thời gian gần đây thì mình thấy là Fulham đều có kết quả rất là tốt. Và tiếp tục trận đấu này Fulham họ có cái đớp trên sân nhà mà chỉ gặp một Sheffield hiện tại đang mất phong độ, thì đây sẽ là cái cơ hội không thể nào tốt hơn để cho Fulham có thêm một chiến thắng nữa để cải thiện vị trí của mình trên bảng xếp hạng. Với việc trận đấu này Fulham họ sẽ có được sự phục vụ của đội hình mạnh nhất và Sheffield đang mất phong độ, thì với mức kèo này mình dự đoán là đá sân nhà thì Fulham họ sẽ vượt qua được. Cho nên bạn đầu tư tưởng mình ưu tiên chọn Fulham chấp 0,75 hoặc là 0,5 nha. Mức tài xỉu trận đấu này là 2,5, 2,75 và 2,25. Thì những lần đối đầu với nhau trước đây của hai đội á, thì đa phần mình thấy nó cũng có từ 3 hoặc 4 bàn trở lên là nhiều. Với lại là ở thời điểm hiện tại thì cái hiệu suất ghi bàn của hai đội nó cũng vẫn còn đang rất ổn. Mình nghĩ trận cầu này tiếp tục sẽ là trận cầu hấp dẫn với nhiều bàn thắng được ghi. Dự đoán sẽ là 2-1 hay là 3-1 nghiêng về cho Fulham hoặc là một kết quả khác cao hơn nữa nghiêng về cho đội chủ nhà. Bạn nào tin tưởng mình nữa thì ưu tiên chọn kèo tài 2,5 nha. Còn nếu như mà trận đấu này các bạn không tin tưởng vào Fulham thì các bạn ưu tiên chọn kèo tài không cũng được. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là 0,25 và tài xỉu là một trái, thì do đó hiệp 1 với điểm tựa sân nhà và mọi thứ đều đang ổn định hơn so với đội khách thì Fulham họ sẽ có một hoặc hai bàn dẫn trước. Hiệp 1 các bạn chọn Fulham chấp nha, hoặc là an toàn hơn lựa mức kèo phụ là Fulham đá đồng, canh tài hạ dưới 1 thì vào. Tóm lại trận đấu này chốt kèo là chọn Fulham và tài ở hiệp 1 cũng vậy nha. Chúc anh em may mắn. Xin chào, hẹn gặp lại ở video tiếp theo.